Cái gì chứ sử dụng mixer thì anh chị cứ nghĩ là khó xài, nhưng mà không phải mixer nào cũng vậy nha. Đây là cái bàn mixer mà xài nó còn dễ hơn kẹo nữa nha mấy anh chị. Đó, vì cái độ kết nối của nó và cái độ điều chỉnh của nó, anh chị chỉ cần nhìn vào thôi là anh chị cũng đã biết chỉnh rồi. Đó, nó cũng khá là giống con Amply. Đó, nó cũng có chép nè, chung nè, bát nè. Đó, từng đường line một, cắm mic đồ các thứ rồi. Hai đường line thì mình cứ chỉnh ở dưới đây thôi. Đó, xong rồi mình đẩy lên thôi mấy anh chị. Đó, và kết nối cho em nó thì mình chỉ cần là một cọng dây như thế này thôi. Đó, hai đầu hoa sen đi vào cổng main out thôi. Xong rồi cái đầu còn lại thì anh chị cứ cắm vào Amply và cổng input cho em. Hoặc là Amply nhà bác nào có cái tên là Music á, thì anh chị cắm vào cổng đó. Vậy là xong rồi anh chị, cấp nguồn cho em nó thôi. Đó. Và con mixer này nó làm được những gì hả anh chị? Thứ nhất là nó khôi phục được lại được chất lượng Amply cũ nha anh chị. Khi mà Amply hồi xưa mà anh chị mới mua về thì nghe nó rất là hay, nhưng mà bây giờ thì nó đã lờn hết chất lượng âm thanh rồi, thì anh chị có thể là đưa con mixer này vào để khôi phục lại, chưa nói là nâng cấp nha, khôi phục lại như ban đầu là ok. Đó, và nó có kèm thêm là hai hướng vang là delay kèm thêm repeat nữa cho mình hát karaoke nữa, nó cũng gọi là nhẹ nhàng hơn đó, được chưa? Đó, và chiếc mixer cũng được gọi là được nhiều người biết xài nhất, chiếc mixer xài dễ như ăn kẹo đó. Đó là những cái câu từ mà dành cho em mixer F4 này. Và bác nào muốn sở hữu em mixer này về để sử dụng là thu âm cơ bản này, hoặc là nâng cấp âm ly, nâng cấp loa kéo như thế này, thì anh chị cứ việc là bấm vào giỏ hàng phía bên tay trái nha. Đó, bên em đang sẵn sàng rất là nhiều hàng cho anh chị luôn. Rồi, cảm ơn mấy anh chị nha.